Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin Tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Dữ liệu mới được Ngân hàng Nhà nước cập nhật cho thấy dòng tiền nhàn rỗi của người dân tiếp tục chảy vào ngân hàng bất chấp lãi suất xuống thấp. Có ngân hàng ghi nhận huy động vốn dân cư tăng tới 60% trong 9 tháng đầu năm. Cụ thể, cuối tháng 8 năm 2023, tổng tiền gửi của khách hàng tại hệ thống tổ chức tín dụng đạt hơn 12,4 triệu tỷ đồng, tăng hơn 147.000 tỷ đồng so với cuối tháng 7 và tăng hơn 627.000 tỷ đồng so với cuối năm 2022. Theo đó, tăng trưởng huy động tiền gửi của hệ thống trong 8 tháng đầu năm đạt 5,31%. Trong đó, số dư tiền gửi của khách hàng dân cư cuối tháng 8 là hơn 6,4 triệu tỷ đồng, tăng hơn 43,7 nghìn tỷ so với tháng 7, đồng thời đánh dấu chuỗi 21 tháng tăng trưởng dương liên tiếp. Từ đầu năm đến hết tháng 8, tiền gửi của người dân đã tăng tới 11,8%. Số dư tiền gửi của doanh nghiệp đạt hơn 6 triệu tỷ đồng, tăng hơn 103 nghìn tỷ so với tháng 7, có sự phục hồi trở lại sau khi sụt giảm trong tháng 7. Kể từ cuối năm 2022, khi lãi suất huy động đi lên, tiền gửi của dân cư đã liên tục chảy mạnh vào ngân hàng. Tuy nhiên, kể cả khi lãi suất huy động bắt đầu giảm mạnh từ quý 2 2023, người dân vẫn đua nhau gửi tiết kiệm. Nguyên nhân được cho là bởi bối cảnh thị trường nhiều biến động, các kênh đầu tư như chứng khoán, trái phiếu, bất động sản chưa phục hồi, khiến dòng tiền nhàn rỗi vẫn hướng đến ngân hàng dù lợi suất thấp. Ngày 20 tháng 10 vừa qua, Vietcombank đã hạ lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng trở lên xuống còn 5,1% mỗi năm, thấp nhất trong lịch sử ngân hàng này. Aribank, Vietinbank, BIDV cũng đang niêm yết lãi suất thấp nhất từ trước đến nay, chỉ 5,3% mỗi năm cho tiền gửi kỳ hạn từ 12 tháng. Tương tự ở các ngân hàng tư nhân lớn, lãi suất cũng liên tục lao dốc và xuống rất thấp. Trong đó, lãi suất huy động cao nhất của Techcombank, ACB chỉ còn 5,5% mỗi năm. VPBank giảm xuống 5,4% mỗi năm. Cập nhật về kết quả kinh doanh mới đây, Techcombank cho biết tiền gửi khách hàng của nhà băng này tăng 14,1% trong 9 tháng đầu năm và tăng 7,1% trong quý 3 2023. Trong bối cảnh môi trường lãi suất đã bình thường trở lại và thanh khoản hệ thống dồi dào hơn, nhưng khách hàng vẫn có xu hướng gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn vì các cơ hội đầu tư ở các loại tài sản hiện vẫn còn hạn chế. Phần lớn là do lo ngại về những bất ổn trong triển vọng bức tranh kinh tế trong và ngoài nước quý 4 và năm sau. VPBank cũng ghi nhận tiền gửi tăng trưởng rất mạnh trong năm nay. Huy động từ khách hàng tại ngân hàng mẹ VPBank tăng tới 35% trong 9 tháng đầu năm, trong đó được thúc đẩy bởi các khách hàng cá nhân tăng tới 60% so với đầu năm. Theo các ngân hàng, tổng lợi nhuận quý 3 chủ yếu đến từ thu nhập lãi thuần, hoạt động dịch vụ, kinh doanh ngoại hối, một vài ngân hàng lãi đến từ việc mua bán chứng khoán. Trong khi đó, nợ xấu cũng được cho là nguyên nhân khiến lợi nhuận các ngân hàng giảm. Cụ thể, trong báo cáo tài chính quý 3 2023, một loạt ngân hàng báo lợi nhuận sụt giảm như TB Bank, VB Bank, Bắc Á Bank, BG Bank, NCB. Theo đó, Bắc Á Bank ghi nhận mức giảm khoảng 78% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế quý 3 2023 của ngân hàng ở mức 77 tỷ đồng. VB Bank cho biết lợi nhuận trước thuế ngân hàng mẹ trong quý 3 2023 đạt 3.076 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của VPBank hợp nhất đạt 8.279 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lợi nhuận quý 3 của TPBank đạt 1.263 tỷ đồng, giảm 26,22% so với cùng kỳ. Lợi nhuận 9 tháng của TPBank giảm 16% so với cùng kỳ, xuống còn 4.959 tỷ đồng. Theo các ngân hàng, nguyên nhân chủ yếu khiến lợi nhuận sụt giảm trong quý 3 là do tình hình kinh doanh ảm đạm trong thời gian vừa qua. Ông Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị TPBank cho biết, bối cảnh kinh doanh của các doanh nghiệp chưa ổn định và chưa có nhiều khởi sắc, cùng với việc TPBank thực hiện nhiều chính sách ưu đãi về lãi suất và phí dịch vụ nhằm hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn, đã dẫn đến kết quả kinh doanh của ngân hàng chưa đạt được như kỳ vọng, đóng góp phần lớn vào tổng lợi nhuận của ngân hàng đến từ thu nhập lãi thuần với giá trị đạt 2.963 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, và lãi thuần từ hoạt động dịch vụ với giá trị gần 666 tỷ đồng. Ngoài ra, lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và mua bán chứng khoán cũng giúp lợi nhuận của TPBank không sụt giảm sâu. Trong khi đó, đại diện của BGBank cho biết, nguyên nhân khiến lợi nhuận quý 3 giảm chủ yếu do thu nhập lãi thuần ghi nhận mức giảm lên đến 16%. Việc giảm chi tiêu này do tình hình hoạt động chung quý 3 của ngành ngân hàng khó khăn dẫn đến tăng trưởng tín dụng thấp. Bên cạnh đó,
lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 42% do tình hình xuất nhập khẩu nói chung của các doanh nghiệp trong quý 3 kém, dẫn đến các hoạt động thanh toán bị ảnh hưởng lớn. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế ngân hàng này đạt 360 tỷ đồng, giảm 7%. NCB là ngân hàng duy nhất đến thời điểm hiện tại bị lỗ trong quý 3 2023 và cả lũy kế 9 tháng đầu năm. Ngân hàng cho biết nguyên nhân chủ yếu do tình hình biến động chung của nền kinh tế, thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường trái phiếu, chứng khoán, bất động sản. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, cá nhân là khách hàng của NCB, dẫn đến khoản một thu nhập thuần trong hoạt động dịch vụ và các hoạt động khác của ngân hàng đều sụt giảm. Một tháng trước, tại cuộc họp về giải pháp nâng cao hiệu quả tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp, tăng khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú ví toàn bộ hệ thống ngân hàng đang phải chữa bệnh thừa tiền. Trên thực tế, thị trường đang diễn ra câu chuyện ngân hàng thừa vốn nhưng doanh nghiệp lại không tiếp cận được vốn. Tại hội nghị kết nối ngân hàng, doanh nghiệp khu vực Tây Nguyên, nhiều ngân hàng cho rằng nhiều năm nay họ luôn gặp tình trạng đỏ mắt tìm doanh nghiệp bởi nhiều doanh nghiệp không đủ điều kiện được vay. Ngoài ra, việc cho vay bị chững lại, nguyên nhân nợ xấu gia tăng khiến các ngân hàng phải tăng trích lập dự phòng rủi ro cũng khiến lợi nhuận của các ngân hàng sụt giảm. Các ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu gia tăng trong quý này là TB Bank, Saigon Bank, AB Bank, VB Bank và VIB. Công ty chứng khoán SSI cho rằng chi phí trích lập dự phòng nhiều khả năng sẽ duy trì đà tăng do các ngân hàng thường mạnh tay xóa nợ xấu vào quý cuối năm nhằm đưa tỷ lệ nợ xấu xuống dưới ngưỡng 3%. Ngoài ra, một số ngân hàng có chính sách cẩn trọng hơn khi xếp loại nợ xấu theo thông tư 02/2013/TT Ngân hàng Nhà nước, song vẫn trích lập đầy đủ. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có góp ý gửi Bộ Tài chính, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI về dự thảo đề xuất tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng VAT 2% trong 6 tháng đầu năm sau. Theo đó, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam thống nhất với nội dung đề xuất về chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% trong 6 tháng đầu năm 2024 và việc bổ sung nội dung này vào báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 để trình Quốc hội ra nghị quyết chung. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết thêm, hoạt động của các tổ chức tín dụng hiện nay cũng hết sức khó khăn, nợ xấu và nợ rủi ro tiềm ẩn có xu hướng tăng cao. Kết quả hoạt động năm 2023 và năm 2024 của các tổ chức tín dụng dự báo sẽ sụt giảm mạnh so với các năm trước, đặc biệt là tổ chức tín dụng quy mô nhỏ, trong khi các tổ chức tín dụng vẫn phải triển khai các chương trình hỗ trợ lãi suất, miễn giảm phí dịch vụ cho các doanh nghiệp và người dân theo chỉ đạo của chính phủ. Để tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng có thêm nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp và đầu tư công nghệ chuyển đổi số, đảm bảo an ninh an toàn trong hoạt động, Hiệp hội đề nghị bổ sung ngân hàng vào nhóm hàng hóa dịch vụ được giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng. Bạn thấy đề xuất trên như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết nha! Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào, quý khán giả có thể comment vào phía dưới video này và đừng quên nhấn nút like, share và subscribe kênh của chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.